Vâng, thưa quý khán giả, hơn 11 năm thành lập, Quỹ học bổng Đức Tuệ do Thượng tọa Thích Huệ Trí, trụ trì chùa Linh Quang, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã trở thành một điểm tựa vững chắc đối với những trò nghèo tại huyện vùng sâu vùng xa, khu vực Định Quán, Tân Phú. Nhiều học sinh dù hoàn cảnh khó khăn nhưng không phải bỏ học, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình. Đều đặn một năm một lần vào đầu năm học mới tại chùa Linh Quang, Thượng tọa Thích Huệ Trí và các mạnh thường quân tổ chức trao học bổng và động viên, tặng những phần quà để tiếp bước cho các em học sinh khó khăn. Nhờ cái giáo dục đó mà các em mới có được cái đạo đức, có được cái tri thức và có được cái năng lực để sau này các em có thể lo cho tự thân của mình. Rồi sau đó các em mới có thể phục vụ và để báo ơn cho cha mẹ, thầy cô, rồi phục vụ cho xã hội, cho đất nước và cho nhân loại tương lai. Không có gì hơn, cô chỉ đóng góp một phần nhỏ nhoi thôi để giúp đỡ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, để mong rằng từ đó các em sẽ vượt qua được cái khó khăn trong cuộc sống để mà có nghị lực học tập, trở thành những công dân tốt và giúp ích cho đất nước. Được nhận những suất học bổng từ những ngày còn là học sinh trung học cơ sở, cậu trò nghèo Trần Thành Trung nay đã trở thành sinh viên năm tư của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cảm thấy rất may mắn vì có thể tiếp tục trên con đường đến trường. Phần học bổng tuy nhỏ nhưng là động lực lớn đối với Trung và nhiều em học sinh khác. Em nhận được hỗ trợ của Quỹ học bổng Đức Tuệ từ năm em cấp 1. Bây giờ em đã là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Thì đối với em thì quỹ đã hỗ trợ em và giúp em tiếp tục trên học được từ bước tiếp từ cấp 2 và bây giờ em đã được ngồi trên giảng đường đại học. Em mong muốn sau này sẽ có thể thành công hơn và quay về giúp đỡ những bạn học sinh giống như em. Đây là lần đầu tiên con nhận suất học bổng của Quỹ Đức Tuệ tại chùa Linh Quang. Suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình con, giúp cho ba mẹ con không phải lo nhiều chi phí cho đầu năm học mới nữa. Con nguyện sau học tập thật tốt để đền đáp công ơn của các vị mạnh thường quân đã quan tâm đến gia đình của con. Với sự tài trợ, hỗ trợ ngày càng đông đảo của các nhà hảo tâm, Quỹ học bổng Đức Tuệ sẽ tiếp bước ươm mầm thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học để các em tiếp tục được đến trường và có một tương lai tốt đẹp hơn.